nối giáo cho giặc khéo quá chuyện quốc hữu hóa dinh vua mèo không chỉ đáng quan tâm vì lối hành xử xảo trá của hệ thống công quyền việt nam đó là con đường ngắn nhất để đẩy khu vực rừng núi phía bắc tiếp giáp với trung quốc đến chỗ bất ổn khó có thể tìm ra cách nào nối giáo cho giặc khéo hơn mãi đến bữa nay báo giới việt nam mới tiết lộ sự kiện ông vương duy bảo người nối dõi vua mèo vương chính đức đề nghị chính phủ Việt Nam hoàn trả dinh vua mèo. Dinh vua mèo hay dinh họ vương hoặc nhà vương tọa lạc ở xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Việc xây dựng dinh nằm trong khuôn viên có diện tích chừng 3.000m2 này diễn ra trong 9 năm từ năm 1919 đến 1928 với chi phí khoảng 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương. Nếu quy đổi giá trị đồng Việt Nam hiện nay thì phải vài trăm tỷ đồng. Theo trình bày của ông Vương Chí Bảo thì dinh vô mèo được chính quyền Việt Nam lặng lặng đưa vào danh sách di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993 đến năm 2002 gia tộc của ông mới được thông báo về quyết định ấy. Kèm theo yêu cầu tất cả các thành viên trong gia tộc phải rời khỏi dinh để các cơ quan hữu trách trùng tu dinh thành bảo tàng gần đây gia tộc vua mèo phát giác chính quyền tỉnh hà giang đã cấp cho phòng văn hóa thông tin huyện đồng văn quyền sử dụng toàn bộ đất thuộc khuôn viên của dinh vua mèo khi trò chuyện với ban việt ngữ đài voa một số luật sư tại việt nam khẳng định chưa rõ vô tình hay hữu ý động tác quốc hữu hóa dinh vua mèo vi phạm nhiều quy định luật pháp hiện hành bình phẩm về sự kiện vừa kể giới bình dân gọi chuỗi tác động bất thường kỳ quặc đó là bất nhân, bất nghĩa, bất tín. Còn nếu đặt sự kiện bên cạnh lịch sử, yếu tố địa chính trị, bối cảnh Việt Nam lúc này, thì động tác quốc hữu hóa dinh vua mèo là bất trí, hủy diệt khối đại đoàn kết toàn dân, nối giáo cho giặc. Mèo là một trong những tên mà người ta dùng để gọi sắc tộc Hầm Mông, tuy vẫn bị xem là thiểu số, nhưng Hầm Mông là sắc tộc thiểu số đông đúc nhất người Hờ Mông có ngôn ngữ riêng, chữ viết riêng. Ở châu Á, người Hờ Mông quần cư thành những cộng đồng lớn trên lãnh thổ Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Miến Điện. Bên ngoài châu Á, người Hờ Mông còn có những cộng đồng lớn khác, quần cư ở Pháp, Úc, Hoa Kỳ, vân vân. Theo nghiên cứu của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học xã hội ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam, chỉ ra những đặc điểm đáng chú ý của người Hờ Mông là bất kể cư trú ở đâu, các cộng đồng người H'Mông vẫn duy trì quan hệ với nhau ở góc độ đồng bào và tất nhiên là luôn dành cho nhau sự hỗ trợ nhất định. Trong lịch sử, người H'Mông đã từng có lãnh thổ riêng, tồn tại như những vương quốc độc lập ở những vùng nay thuộc về Trung Quốc, Việt Nam, Lào. Tại Việt Nam ở giai đoạn hậu kỳ của lịch sử cận đại, vua Mèo là người đứng đầu vương quốc bao gồm toàn bộ vùng rừng núi phía Bắc Việt Nam. Đông Bắc, Cực Bắc, Tây Bắc. Tuy tình hình mà hòa hay chiến với cả triều đình nhà Nguyễn, chính quyền bảo hộ của thực dân Pháp tại Đông Dương, Trung Hoa Dân Quốc. Nếu Vương quốc Hàm Mông ở khu vực biên giới phía Bắc Việt Nam không đủ cả thế lẫn lực, chắc chắn triều đình nhà Nguyễn chẳng sắc phong vua mèo làm bang tá chấn ải. Chính quyền bảo hộ của thực dân Pháp tại Đông Dương cũng chẳng thèm ký hòa ước với vua mèo. Cuối Thế chiến thứ hai, sau khi phát xít Nhật lật đổ chính quyền bảo hộ của thực dân Pháp tại Đông Dương, vua mèo vừa đánh vừa đàm rồi cuối cùng ký hòa ước với Nhật để giành tay chặn tập đoàn quân Vân Nam của Trung Hoa Dân Quốc, lấy danh nghĩa đồng minh tràn qua biên giới phía Bắc vào Việt Nam, giải giáp phát xít Nhật. Đáng chú ý, nếu không có vua mèo, có thể khu vực Hà Giang đã bị hán hóa từ thập niên 1930. Năm 1945, vua Mèo ủng hộ chính phủ Việt Minh 22 vạn đồng bạc trắng Đông Dương và 9 kg vàng. Không phải tự nhiên mà ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, kết nghĩa huynh đệ với Vương Trí Thành, con trai và lúc đó được xem là người kế vị vua Mèo, Vương Chính Đức. Năm 1947, vua Mèo, Vương Chính Đức đề nghị chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cử người tiếp quản Vương quốc Năm 1956, ông Vương Trí Thành đề nghị giao vai trò chủ tịch khu vực biên giới phía Bắc cho người của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. So với Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, rõ ràng chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sau này là chính quyền Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam may mắn hơn nhiều vì cộng đồng người Hơ Mông cư trú tại Việt Nam giàu thiện trí hơn. Vương quốc Hơ Mông ở Lào có những thủ lĩnh như Vàng Pao đã khuấy động gây bất ổn cho Lào trong nhiều thập niên. Có một điểm cần lưu ý là dẫu rất kiên định với chính sách một Trung Quốc nhưng cho đến giờ này chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vẫn để cộng đồng người Hờ Mông tại Trung Quốc tham gia điều hành 6 khu tự trị ba ở Quý Châu, một ở Hồ Nam, một ở Hồ Bắc, một ở Vân Nam cùng với một vài sắc tộc thiểu số khác đồng, bố y, thố ba, choang. Chưa kể 23 huyện hoàn toàn do người Hờ Mông tự trị. Không ít khu tự trị, huyện tự trị của người Hờ Mông cư trú tại Trung Quốc liền kề với nơi cư trú của cộng đồng người Hờ Mông tại Việt Nam. Cho đến giờ, chuyện giành quyền quản lý dinh vua mèo như một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, giao quyền quản lý sử dụng đất vốn là khuôn viên của dinh cho phòng văn hóa thông tin huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang chưa đem lại lợi ích cụ thể nào. Chỉ có thể đoán chắc tất cả những hành động ấy đã gây bất bình sâu rộng, không chỉ trong gia tộc họ Vương dòng dõi vua mèo, mà còn tạo ra những tác động nguy hại tới tâm tư, tình cảm của cộng đồng người Hờ Mông cư trú tại Việt Nam. Mục Dinh thự họ Vương trên Wikipedia phản ánh khá cặn kẽ những bất thường về chuỗi hành động bất nhân, bất nghĩa, bất tín. Đó là bất tín đó và chưa rõ những ai soạn nội dung từ mục này nhưng nó phản ánh tâm trạng bất bình của những người biết chuyện. Bất kể họ thuộc dân tộc nào, việc tước bỏ quyền sở hữu dinh vua mèo chắc chắn không chỉ gây ra oán giận cho gia tộc họ vương vì bị cưỡng đoạt tài sản. Ai dám đảm bảo chuỗi hành động vừa kể không gây tổn thương cho cộng đồng người Hờ Mông? cư trú tại Việt Nam khi biểu tượng luôn khiến họ tự hào về lịch sử dân tộc của mình bị đổi chủ một cách bất lương thiếu tôn trọng họ cuộc sống của dân chúng thuộc các sắc tộc thiểu số khu vực Đông Bắc cực Bắc Tây Bắc Việt Nam vẫn dưới mức nghèo khổ các viên chức đại diện cho hệ thống công quyền Việt Nam ở khu vực này thì ngày càng xa hoa những gia tộc thuộc sắc tộc này chia nhau trị dân các sắc tộc khác một cách thô bạo như trường hợp gia tộc Triệu Đức Thanh, Triệu Tài Vinh, người sắc tộc Giao ở Hà Giang, cộng thêm với những nỗ lực bất trí như quốc hữu hóa dinh vua mèo, chẳng lẽ chẳng ảnh hưởng chút nào đến nhân tâm ở phên dậu phía Bắc của Việt Nam. Đáng ngạc nhiên khi hệ thống công quyền Việt Nam sợ người thiểu số ký thác niềm tin nơi Thiên Chúa Giáo sẽ gây bất ổn chính trị nên ngăn chặn, kể cả áp dụng những phương thức hết sức thô bạo để cưỡng bức dân chúng thuộc các sắc tộc thiểu số từ bỏ đức tin song lại chẳng âu lo chút nào về nguy cơ họ bị kích động đòi tự trị thành ra thản nhiên gieo rắc mầm mống dẫn tới những tai họa cho sự toàn vẹn lãnh thổ quốc hữu hóa dinh vua mèo là quá dại hay quá khéo dại như thế thì quá lạ đáng ngờ ngược lại còn cách nào khéo hơn để nối giáo cho giặc bài viết của tác giả trần văn